Giới thiệu cho em combo nám da mới của 2024. Nhóm 1, những chị em da giãn mạch đỏ đỏ, tức là nám kèm theo đỏ giãn mạch, Arbutin và Chanisamic. Chắc chị em không còn xa lạ nữa thì Chanisamic là một trong những nhóm hỗ trợ rất là tốt cho nám da có giãn bao mạch, và chị em có thể bôi buổi sáng. Đặc biệt thì trong cái Chanisamic này, khi mà thoa lên thì thấm cực nhanh, khi mà thoa xong thì cảm giác cũng rất là mềm. Xem đây cái lọ này đấy. Mùi thì hơi nhẹ nhẹ một chút để không cảm giác khó chịu khi bôi, thấm cũng rất hay. Chị em nào mà có nám da giãn bao mạch thì mình có thể là mình dùng thử combo nhé. Chanisamic mình bôi buổi sáng, đây lọ này bôi sáng, còn lọ màu vàng là bôi tối. Bột vàng chị em quen rồi đúng không? C và Arbutin đương nhiên rồi, bôi buổi tối giúp bác xíu. Combo này nên dùng bao lâu? Tối thiểu giúp bác xíu là 6 tháng nhé. Một lọ này dung tích là 30ml, thì 30ml thì mình dùng được khoảng 2 tháng đến 3 tháng, trung bình khoảng 2 tháng thì chị em có thể dùng. Và vừa bôi vừa cảm nhận xem như nào nhé. Nice. Combo số 2 là da khỏe, tức là làn da rất ít khi bị kích ứng, làn da rất ít khi bị mẩn đỏ. Nói chung là tự tin da khỏe, đặc biệt là nám trên 5 năm, U40 trở lên thì combo này rất là hợp. C Arbutin bôi tối và Resoxinol mình bôi sáng. Màu đỏ này, màu đỏ bôi sáng và màu vàng bôi tối, giúp xíu. Combo này da khỏe và thời gian thoa 6 tháng. Nhưng mà da yếu nhạy cảm thì bôi như nào? Combo này là dành cho da yếu và nhạy cảm. Sáng màu xanh và tối màu đỏ. Sáng Niacinamide 10%, tối là Resoxinol nhá. Sáng xanh tối đỏ, hợp với những chị em da yếu mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hay là da yếu muốn duy trì, muốn làm sáng da trung bình đến nâng cao thì sáng xanh tối đỏ cho bác xíu, combo rất là hợp. Và chị em chưa biết mình thuộc nhóm nào nên chọn combo nào thì comment cho bác xíu xuống bên dưới chữ TV hoặc là tình trạng da của mình để bác xíu lên các routine phù hợp nhất với các bạn. Ok.